Vâng, bây giờ chúng ta sang cái bài toán thứ tư, có cái ký hiệu là C44. Cái nội dung của cái bài toán này như sau: mà một vật rơi tự do, người ta yêu cầu mình tính công của trọng lực trong 4 giây và trong giây thứ 4 khi vật có khối lượng là 8 kg và gia tốc rơi tự do là 10 m trên giây bình phương. Cái đề nó thật là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nó qua bằng cái hình ảnh như sau. Giả sử chỗ cái này là mặt đất, vật nó đang ở cái độ cao, vật nó đang cái độ cao là vật nó đang ở cái độ cao là h. Bây giờ nó rơi tự do, rơi tự do thì dĩ nhiên các em biết là nó không có vận tốc, không có vận tốc đầu. Cái khối lượng của vật ở đây là 8 8 kg. Tính công của trọng lực, tính công của trọng lực trong 4 giây, trong 4 giây. Giả sử như là giây thứ nhất vật nó đi tới đây, giây thứ nhất vật nó đi tới đây, giây thứ hai vật nó đi tới đây, giây thứ ba vật nó đi tới đây và giây thứ tư nó vật nó đi tới đây. Ví dụ như vậy đi. Giây thứ nhất, giây thứ hai, giây thứ ba và giây thứ thứ tư. Thì chúng ta giải như sau: công của trọng lực trong giây thứ trong trong 4 giây, trong 4 giây. Thì các em biết là muốn tính công á thì mình có hai cái yếu tố, đó là lực và đoạn đường gì di chuyển. Mà lực ở đây là trọng lượng, mà trọng lượng ở đây là b b phở, không? Công á là bằng lực tác dụng nhân với đoạn đường di chuyển, mà cái đoạn đường di chuyển á, ở đây á là h. H ở đây là trong vòng 4 giây thì mình ghi là h h4 đi. Thì b á thì bằng mg, các em biết rồi. Còn h, h ở đây nó là bằng 1/2 gt bình phương. H bằng 1/2 gt bình phương, đúng không? Cái phương trình chuyển động rơi tự do đó, h bằng 1/2 gt bình phương. Như vậy thì h4 thì là t4 thôi, 1/2 gt bình phương. Rồi t bình phương đi, mình cứ t bình phương đi. 1/2 gt bình phương. Như vậy thì các em có được là a bằng gì? M là bằng 8, G là bằng 10, 1/2 nhân với 1/2 nhân với G là bằng bằng 10 nữa, G bằng 10 nữa, nhân với lại T là bằng 4, 4 bình phương lên là bằng 10, 16, thì 4 bình phương là bằng 16. Như vậy thì tính hết cái này các em tính ra là bao nhiêu rồi? 16 chia cho 2 là bằng 8, 16 chia cho 2 là bằng 8, 8 lần 8 là 64, 6400, 6400, 6400, xuân, đúng không? Rồi, bây giờ người ta lại yêu cầu mình tính công của trọng lực trong giây thứ tư, tính công của trọng lực trong giây thứ tư. Thì như vậy thì trong giây thứ tư á, tức là từ 1 tới 3, rồi là bắt đầu từ đây là bắt đầu là giây thứ thứ tư, giây thứ tư là đây nè, là giây thứ tư, đúng không? Giây thứ tư ví dụ như mình cho nó đi là từ A tới B đi, đấy, nói vậy đi, giây thứ tư là nó đi từ A tới B. Giây thứ tư, giây thứ tư, giây thứ bốn đó, vật đi từ, vật rơi từ, vật rơi từ A tới B như hình vẽ đi. Đấy. Thì như vậy thì bây giờ mình đi tính cái đoạn đường AB này nè, tính cái đoạn đường AB tức là HAB đó. HAB thì có phải là H4 trừ H3 không? Đúng không? Là bằng H4 trừ cho H3. AB là bằng H4 trừ cho H3. Mà H4 á là bao nhiêu? H4 á là bao nhiêu? H4 là 1/2 GT4 bình phương trừ cho H3 là 1/2 GT3 bình phương, đúng không? Rồi, bây giờ cái này mình làm luôn đi. 1/2 G các em đưa ra ngoài. Còn lại là T4 bình trừ T3 bình. T4 là bằng bằng 4, 4 bình phương
trừ cho T3 là 3 bình, bình phương. Rồi, như vậy thì các em có là HAB. Nó bằng gì? C nó bằng 10, 10 chia cho 2 là bằng 5. Rồi 4 bình phương lên là 16. 16 mà trừ cho 9, 16 mà trừ cho 9 thì còn 7 đúng không? 16 trừ cho 9 còn 7. Như vậy thì cái này là nó là bằng 35 đấy. 35 đấy. Như vậy thì có cái đường đi từ A tới B rồi, có cái độ dài di chuyển từ A tới B rồi, vật đi từ A tới B. À, như vậy thì các em có được là công của trọng lực trong trường hợp này là A của B trong trường hợp này nha. Trong trường hợp này thì nó bằng gì? Nó bằng P nhân với lại HAB đúng không? À, mà B thì vẫn là MG. B thì vẫn là MG. Nhân với HAB là 30, 35. M là bằng 8. Nhân với G là bằng 10. Rồi nhân với lại 30, 35. À, là bằng bao nhiêu? 8 nhân 10 nhân 35. 8 nhân 10 nhân 35 là 28. 2800 joule. 2800 joule. 2800 joule đúng rồi. 2800 joule. 2800 joule. Đấy. Thì cái bài này thầy đưa cái bài này vào trong cái loạt mà ôn tập cái chương năng lượng này á, thì thầy muốn nói với các em là trong giây thứ tư là như thế nào và giây thứ tư là như thế nào nha. Trong giây thứ tư tức là hết giây thứ ba hả, hết giây thứ ba cho tới giây thứ tư đấy, thì trong giây thứ tư là như vậy. Thì trong giây thứ tư á, các em mà các em đánh dấu là cái hết giây thứ ba đó nó là điểm A, hết giây thứ tư thì nó là điểm B. Như vậy thì trong giây thứ tư là vật nó đi từ A tới B. Như vậy các em tính cái khoảng đường AB, các em tính cái khoảng đường AB này là 35 mét. Như vậy thì lực là B phở, đường đi là HAB là 35 mét. Thì các em nhân cái lực nhân với lại đường đi thì nó sẽ ra là cái công của trọng lượng trong cái khoảng từ A tới B, tức là từ 3 giây tới 4, tới 4 giây. Chúng ta kết thúc cái bài toán thứ 4 tại đây và chúng ta tiếp tục qua cái bài toán tiếp theo C45.